Ghi cho thầy bài ngày hôm nay ạ. Thôi trật tự nào. Hôm nay thầy cho chúng ta sẽ đi đến bài tập cuối của cái chương này có tên gọi là hai mặt phẳng song song. Thì hai mặt phẳng song song chúng ta đã học xong cái dạng bài gì ạ? Chứng minh hai đường là song song rồi. Chứng minh đường song song với mặt rồi. Tất cả các dạng bài liên quan đến chứng minh, liên quan đến tìm giao tuyến, liên quan đến tìm tiết diện đúng không? Ngày hôm nay bài hai mặt phẳng song song của chúng ta cũng thế, cũng có chứng minh hai mặt phẳng song song, cũng có giao tuyến song song và cũng có tiết diện song gì? Song song. Đấy. Thì cái điều quan trọng nhất là thầy phải giúp các bạn làm thế nào để các em nhớ được cái đầu lý trước này và các bạn ứng dụng đầu lý trước này vào phần bài tập. Thì đầu tiên chúng ta đi đến cái phần quan trọng nhất là vị trí tuyệt đối của hai mặt phẳng. Các bạn nhìn lên trên bảng này. Hai mặt phẳng trong không gian có đúng hai vị trí tương đối. Thực ra là nếu mà chuẩn có 3 đấy. Đó là trường hợp đầu tiên là hai mặt phẳng song song. Đúng không? Là hai mặt phẳng không có điểm chung, dễ liên tưởng nhất là bạn nhìn cái sàn nhà và cả cái trần nhà của các bạn. Có đúng hai mặt phẳng song song không? Đúng chưa? Không có điểm chung. Tiếp theo là trường hợp nó cắt tí, cắt nhau. Cắt nhau ở đây là chúng ta có giao tuyến. Cái này mình học quá nhiều rồi đúng không? Nhưng còn một trường hợp nữa là nó trùng nhau. Đó, trùng nhau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần chính là điều kiện để hai mặt phẳng song song là gì. Thì các bạn nghe này, cái định lý 1 này sẽ chính là cái lý thuyết chính để các em đi chứng minh hai mặt phẳng song song. Thì các bạn nghe nhá, để chứng minh được mặt phẳng Q song song với mặt phẳng P ấy, thì bạn tìm cho thấy trong đường thẳng Q chúng ta có hai đường thẳng cắt nhau là A và B, cắt nhau tại điểm Y. Không chưa? Tức là em hiểu là muốn chứng minh được Q song song với P thì Q sẽ cử ra hai đệ tử là hai đường thẳng AB cắt nhau. Phải cắt nhau các bạn nhé, không cắt nhau là không chứng minh được nhé. Và em chỉ cần chứng minh A song song với P. Đấy, và đường thẳng B song song với P là xong. Ở đây là mình ghi nhầm này các bạn này, đây là P nhé. Đấy, đây là Q, đấy sửa lại thầy có gì, nó khớp lại này hình, không nhá. A với B thuộc, đây sửa thành tập con. A với B thuộc mặt Q. A với B cắt nhau tại điểm Y. A song song với P, B song song với P, từ đấy suy ra hai mặt phẳng này song gì? Song song với nhau. Cả lớp hiểu ý thầy nói chưa? Ok không ạ? Đấy. Tổng quát là như thế. Đấy, mình dừng ở đây nhá. Mình dừng ở đây này. Đi vào phần bài tập luôn. Bởi vì nói nhiều về phần lý thuyết quá các bạn sẽ bị loạn. Đi vào phần bài tập luôn. Đấy. Cách cho thầy khoảng 10 dòng. Ghi lại 2 là 3 bài tập. Một nhỏ dòng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song và đường song song với mặt. Có những bài chứng minh đường song song với mặt nó liên quan đến hai mặt phẳng song song. Đấy, cho nên là tao dạng 1 thì là ghi cái tên là như vậy. Đó. Và như thế đó tất cả những cái gì thầy dạy chắc chắn là các bạn sẽ thi. Cho nên là cứ làm cái tờ này của thầy làm hết đi. Là khả năng các bạn hoàn thành được 90%. Còn đương nhiên 10% là bài khó. Bài khó thì nó vô cùng lắm. Đấy. Xong nhớ. Cái phần lý thuyết này các bạn nhìn đây này. Trong cái phần phương pháp ghi thầy cái định lý 1. Thì bây giờ định lý 1 này mình sẽ ghi rõ ràng hơn một tí nhá. Lúc nãy là nói khá là chung chung. Bây giờ mình sẽ ghi rõ ràng là như này. Các bạn nhìn này. Đây là mặt phẳng P. Đấy. Nếu mặt phẳng P có đường thẳng A, bạn chứng minh được đường thẳng A này song song với A phẩy. Mà A phẩy này nằm trong mặt phẳng gì? Các bạn thấy có một cặp đầu tiên song song với nhau chưa? Rồi. Tương tự ở trên mặt phẳng P là có đường thẳng B. Đấy. Và đường thẳng B cũng song song với B phẩy. B phẩy cũng lại nằm dưới mặt phẳng Q. Các bạn thấy chưa? Đấy. Chúng ta có hai cặp màu vàng song song với nhau. Hai cặp màu xanh song song với nhau. Thì khi đấy quá đủ dữ kiện để chứng minh rằng P song song với gì đấy? Q. Hiểu ý thể nó không ạ? Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi. Ok chưa? Đó. Rồi nhá, cái lý thuyết 2 thầy chưa nói vụ nhá. Thầy chưa nói vụ. Đấy, bỏ qua những cái phần lý thuyết này đi này. Bỏ câu 1, câu 2 thì các bạn sẽ còn làm. Bây giờ các bạn nhìn như này, câu 3 nhá. Đấy, thầy sẽ nói trước. Cho một hình hộp. Các bạn biết hình hộp là gì không?
Không, hình hộp dạng hình vuông. Thầy chưa dạy các bạn hình hộp à? Chưa đúng không? Bởi vì ở đây chúng ta mới nói đến hình hộp đây này. Thế thì tiện thể đến hình hộp chúng ta sẽ đi luôn đến một cái định nghĩa, cái phần bố nhỏ. Đấy. Chưa học thì mình không thể làm được đúng không? Thế thì mình sẽ đi vào phần lý thuyết. Từ từ nói xem. Sao đấy? Bình thử cái gì nhỉ? Thế ơi, học Zoom sao không có tiếng? Bây giờ bạn Quỳnh nhà hỏi là tiếng của em hay là tiếng của thầy? Không nghe thầy à? Các bạn khác không nghe đâu nhỉ? Thầy có tiếng đấy, các bạn nghe thấy đi comment thì số 3 xem nào. Đây. Thế thì chứng tỏ là bạn này hay là lại chưa đeo tai nghe rồi. Nào vừa nghe nhá. Chúng ta chưa nói đến cái phần này vội nhá. Thì bây giờ các bạn ghi thầy là cái nhận biết hình lăng trụ này về mặt lý thuyết nó rất là dài. Thì thực ra cái quan điểm thầy dạy học đấy không phải là bắt các bạn ghi chép vào vở, sao bắt các bạn học thuộc làm thế nào để em nhớ được luôn vào trong đầu ấy, đúng không? Bởi vì đi thi mình có được rửa vở đâu, mình nhớ được luôn trong đầu là mình sẽ làm được mọi thứ. Hình lăng trụ là như thế này, các bạn ngồi trong một căn phòng đúng không? Thì chúng ta đang ngồi bên trong một hình lăng trụ đấy. Các bạn biết tại sao không ạ? Bởi vì căn phòng của chúng ta nó có hai mặt phẳng đáy trên và đáy dưới là giống gì? Giống nhau. Các bạn có nhìn đáy trên và đáy dưới giống hết nhau không? Đúng không các bạn? Ok chưa? Đấy, hình lăng trụ tính chất đầu tiên là có hai đáy. Ghi mặt tắt đây nha. Hai đáy luôn song song và bằng gì? Bằng nhau, y xỉ đáy trên như là đáy dưới như thế. Ghi mặt tắt cho thầy như này thôi. Nhất cái dấu hiệu nhận biết hình lăng trụ hoặc là cách hình lăng trụ. Tiếp theo là các cạnh bên cũng luôn song song và bằng gì? Bằng nhau. Đấy, các cạnh bên AA phẩy, AA BB phẩy, CC phẩy, DD phẩy luôn song song bằng nhau. Thế thôi là chúng ta đã có hình lăng gì đấy? Lăng trụ. Cả lớp hiểu không ạ? Đấy, nó giống như kiểu cái nhà của các bạn này, trong một căn phòng có hai đáy, đáy trên đáy dưới và có các cái cột nhà ở các góc đúng không? Thì cũng các cái cột nhà nó giống như cái cạnh của lăng trụ thôi. Đó, thế thôi. Còn đâu là các cái khác các bạn đừng quan tâm nhé. Mấy cái lòng ngoằng này các bạn đừng quan tâm. Thế bây giờ hình hộp là gì? Hình hộp đầu tiên nó là hình lăng trụ. Không nhá. Nhưng mà có đáy là hình bình ảnh thì sẽ được gọi là hình gì đấy? Hình hộp. Và nhớ cho thầy là gì? Hình hộp thì tất cả các mặt bên của chúng ta là hình bình ảnh. Nhớ nhá, hình hộp có tất cả các mặt bên với mặt đáy là hình bình ảnh đây này. Cái hình này gọi là hình lăng trụ nghiêng. Em này nó bị nghiêng nghiêng nhá. Hiện tại nghiêng mới đứng do bạn chưa học chung vuông góc cho nên chúng ta không cần quan tâm lắm. Thì với thầy nói bạn chưa cần quan tâm lắm, nhưng mà sau này sang học kỳ 2 học vuông góc rồi thì chúng ta sẽ phân biệt kỹ hơn. Đấy, nhưng mà tạm thời mình cứ hiểu đơn giản như thế là. Thế còn nếu mà các mặt đi mặt bên với mặt đáy là hình chữ nhật thì chúng ta sẽ gọi là hình hộp chữ gì? Hình hộp chữ nhật. Hiểu chưa? Hình bình ảnh không thì gọi là hình hộp. Nếu tất cả các mặt là hình chữ nhật gọi là hình hộp chữ nhật. Còn tất cả các mặt mà là hình vuông thì ta gọi là hình lập gì? Lập phương. Cái này là các bạn biết rồi, chơi Rubik đúng không? Đấy. Đấy, hình lập phương này này. Xong chưa? Thế thì bây giờ thầy dạy các bạn cái cách vẽ hình hộp làm sao cho chuẩn mới đẹp nhé. Đấy. Sao cho chuẩn mới đẹp này. Đầu tiên thường thầy sẽ vẽ một cái đáy trên là hình bình ảnh. Vì bài này các em chưa học về cái bài tính chất song song hay là chưa học vuông góc trên, các bạn cứ vẽ cho thầy những cái đường làm sao đây nó thẳng gì đấy, thẳng đứng song song và bằng gì, bằng nhau nhá. Đấy, sau rồi bạn nối những cái điểm ở dưới đấy bạn thì bạn sẽ thu được đấy dưới. Đương nhiên là quy tắc nét đứt nét liền thì chúng ta học mãi rồi đúng không, cái này chúng ta phải rõ ràng với nhau là nó là vẫn là tiền tiêu cũ. Các bạn cả lớp hiểu cách vẽ hình hộp chưa? Rồi, phẩy thường là để lên trên nhé. Thường tại sao thì dùng từ thường? Bởi vì có những bài phẩy để dưới thì hình dễ nhìn hơn, mà hình dễ nhìn hơn thì nó sẽ làm nhanh hơn. Cho nên là chủ yếu là sẽ để phẩy ở đáy trên và không phải để ở đáy dưới. Rồi bây giờ các bạn nhìn cho thầy câu A. Đó. BA phẩy C phẩy. BA phẩy C phẩy B đâu nhỉ? Đây này. A phẩy C phẩy này. Thì cái tam giác này là nó là song song với tam giác nào? Là mặt phẳng này song song mặt phẳng nào?
ACD phẩy, ACD phẩy là thằng nào nhỉ? A C D phẩy. Nó theo các bạn có song song với nhau không? Phải chứng minh nhé, chứ không có đoán A ngáng đâu. Các bạn A ngáng là vứt đi một điểm về chỗ đấy. Có song song không? Tại sao? Các bạn có thấy là khi cái hình này của thầy vẽ khó nhìn không? Các bạn biết là mình phải xử lý như nào không? Đây, thầy dạy các bạn cái cách vẽ hình này cả kỳ đấy, rất là khó nhìn đúng không? Không, mình vẽ cái đường cạnh bên này này chéo ra một tí. Thầy sẽ sửa lại hình nhé. Em mà vẽ nó bị rối, em vẽ cái cạnh bên chéo ra hình của mình sẽ dễ nhìn hơn. Đây nhá. Đấy, đây lúc nãy thầy để dọc tóc như này không? Bạn để chéo ra như này, kiểu như thế đó bạn. Đấy, hình các bạn sẽ nhìn nó dễ làm hơn hẳn luôn. Bạn vẽ đáy trên hay đáy dưới đều được hết, nó cũng như nhau, nó không quan trọng lắm. Song song với bằng nhau, không nhá? Không nhá? Đấy. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, A, B, C, D. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy các cái điểm là chúng ta có là A, B, A, C phẩy đúng không? Đó. A, C, D phẩy. Có gì nhỉ? Có thể là do mình vẽ là nó trục đứng rồi, đúng rồi, hình gộp nó nghiêng đi một tí, quên mất mình đã vẽ hình gộp đứng. Nếu mà chỉnh thì mình sẽ nghiêng sang bên phải là đẹp. Tôi nhìn tạm nhé. Thầy quên mất là bài này là nó cho hình gộp không, nó không cho hình gộp chữ nhật thì nó trục. Nhưng mà vẫn nhìn được đúng không? Có hiểu không nhỉ? Nào bơ chứng minh song song thì các bạn chứng minh nhau đây. Có song song không? Tại sao? Nhìn này, A phẩy C phẩy song song với AC chưa? Đúng không? Tính chất là đáy trên và đáy dưới như gì? Như nhau, cái đường chéo của đáy trên luôn luôn song song với đường chéo đáy gì đấy? Đáy dưới. Hai thằng màu vàng song song nha các bạn. Tương tự hai cái mặt màu xanh này cũng luôn song song với nhau các bạn này. Các bạn hãy nhìn vào ngôi nhà mình, hai cái bên tường đối diện nhau luôn song song với nhau chưa? Có công nhận với thầy hai cái thằng màu xanh lá cây luôn song song không? Thì cái đường chéo của nó tương ứng cũng phải song gì? Có nhìn được không ạ? Tức là chúng ta sẽ có cái thằng A phẩy C phẩy song song với AC và C phẩy B sẽ song song với D phẩy A. Bạn có thấy là trong cái tam giác màu đen chúng ta có hai cặp cạnh này cắt nhau tại gì? Tại C phẩy không? Tương tự trong tam giác màu xanh hai cặp cạnh này cắt nhau tại đâu ạ? Cắt nhau tại A. Thỏa mãn đúng theo định lý chưa? Hai cặp cạnh tương ứng của hai mặt phẳng song song với nhau thì hai mặt phẳng đấy song gì? Song song. Vậy ý A đáp án gì đấy? Đúng. Có hiểu ý thế nó không ạ? Xong chưa nhỉ? Cả lớp hiểu câu này comment lần số 1 vào cái chat. Bây giờ đến ý B. Ý B thì dễ dàng rồi, ý B là chính là hai cái thằng màu xanh thầy vừa vẽ chưa? Các bạn đọc tên ý B. Ý B chính là hai mặt phẳng màu xanh thầy vừa mới tô màu không? Nó luôn song song chưa? Vậy ý B đáp án gì đấy? Đúng. Xong chưa? Bây giờ chúng ta nhìn vào ý C là B A phẩy D và C phẩy B phẩy. Thầy xóa hai cái mặt này đi nhá. Ý A xong rồi, bỏ đi cho nó dễ nhìn. B phẩy à B A phẩy D B A phẩy D đây. Và cái thằng C B phẩy D phẩy C B phẩy D phẩy là thằng xanh nước là cây nhé, là xanh nước biển nhé. Hai này có song song không các bạn? Tại sao nhé? Đầu tiên này, cặp B phẩy D phẩy song song với BD chưa? Được không ạ? Tính chất hình hộp. Cặp thứ hai là cặp nào?
lại là nhìn vào hai cái thằng đứng chéo của mặt màu gì, màu xanh, có nhìn thấy không em? Hai thằng màu vàng này đó là thằng gì, A phẩy D luôn song song với B phẩy C chưa? Vậy suy ra hai mặt phẳng này xong gì, vậy thì bài này chúng ta chọn đáp án gì đấy? D. Một câu này chúng ta đã chứng minh được mấy bài? Ba bài. Đứng trước ở lớp, còn ai chưa hiểu thì hỏi lại đi ạ. Nếu các bạn hiểu rồi comment hệ số 3 đáp án D, 3D phần chat. Ở lớp chơi nhanh và vội nhé, hoặc không thì các bạn cứ để đấy về các bạn làm. Hiểu về đáp này chưa? Cái câu này giúp chúng ta với cái mục tiêu là chúng ta chứng minh xong gì đấy, song song nhận biết nhanh, còn tí nữa thầy sẽ dạy các bạn trình bày tự luận sau đấy. Mình làm trắc nghiệm thì đầu tiên có như thế đấy, có hiểu được không nhỉ? Có cần thầy nói lại em nhờ mình nhỉ? Bài ý nào em cần nói lại? Vừa rồi là ý nào? Ý C đúng không? Tờ bơi nhìn cho thầy vào cái mặt B A phải D, em nhìn thấy B A phải D chưa? Và C B phải D phải chưa? Em nhìn cái thằng B BA phải D đầu tiên là có BD không? BD không? Rồi, D là cái thằng này này. Nhìn thấy thằng tôi tô hai cái chấm tròn không? Thằng này có B phải D phải không? Chắc chắn hai thằng này sẽ song song với gì? Bởi vì đấy trên đấy dưới như nhau thì hai thằng này tương ứng phải song song với nhau. Tiếp theo em nhìn thấy thằng A phải D có trong mặt này. Bên này có thằng B với C. Có đúng không? Tại sao hai thằng này song song với nhau? Bởi vì hai thằng này đường chéo của mặt màu xanh là cây không? Có hiểu không nhỉ? Nhìn thấy hai mặt màu xanh là cây không? Song song với nhau không? Đối diện nhau đúng không? Thì hai đường chéo này cũng phải song song với gì? Với nhau. Cứ trong một mặt phẳng có một cặp đường thẳng cắt nhau song song được với một cặp đường thẳng của mặt phẳng còn lại thì chắc chắn hai mặt phẳng đấy song gì? Em hiểu câu này chưa? Rồi, cả lớp hiểu chưa? Rồi, nào bây giờ nhìn nhá, chúng ta sang câu số 4. Câu số 4, câu 5 ý cho các bạn nào. Nhìn câu 4 này, câu này thì thầy sẽ ý nào mà song song được thì thầy sẽ trình bày cho các bạn để các bạn trình bày tự luận. Có đấy là hình ảnh tâm o, một kiểu hình khác. Thầy nhắc lại bạn nào làm ở trường rồi thì các bạn làm thầy tờ tài liệu này nhá, ngồi chơi bấm điện thoại các thứ đâu. Tâm O là có sao của hai đáy là gì đây? Là O chưa? Rồi bây giờ chúng ta có là gì? Đó. S, A, B, C, D. Được chưa các bạn? MNP là trung điểm của SA. M là trung điểm của SA này. N là trung điểm của SD. P là trung điểm của AB. Các lớp nhìn thấy chưa? Chúng ta đầu tiên người ta hỏi là gì? NOM. NOM là mặt màu xanh nhá. NOM cắt với OPM. OPM á. Kiểu gì cũng cắt nhau, bạn biết tại sao không? Cần quái gì phải vẽ hình nhỉ? Có thấy trên cái tên ấy có thấy OM với OM giống nhau không các bạn? Thì không cần phải làm đấy, chắc chắn có giao tuyến rồi. Vậy ý này là gì đây? Đúng, họ chọn luôn đáp án gì? Câu này dễ thế đó. Ảo đấy nhỉ? Bây giờ thì hỏi các bạn nhé. Rồi, câu nào dễ thì mình cho xong luôn, bởi vì câu này cũng dạng về. Thì cơ? Thế đề bài có nhầm nhỉ? Hay là đề bài hỏi khẳng định nó sai sai? Thầy làm thử ý B đấy nhá. MON song song với SBC. Có song song không? Tại sao? Bởi có MN song song với BC mà em. MON song song với cả BC thì làm sao mà hai thằng này song song được? Em nhớ là phải có một cặp đường gì? Cặp đường thẳng. Ở đây chúng ta có MN song song với BC ấy, bởi vì cả hai thằng này đều song song với đường A thì đấy, AD. Đúng không? M là trung điểm, N là trung điểm thì là trong tam giác NAC là đường trung gì? Đường trung bình. Nhìn thấy tam giác NAC chưa? Thì MN song song với AD mà BC song song với AD thì hai này song song với nhau nhưng mới có một cặp mà các bạn. Đúng không? Còn cặp nào nữa? Các bạn đấy. Cái gì? Chính xác.
Đúng là đẳng cấp của bạn chỉ cộng. Các bạn có nhìn thấy không? Em bảo OM xong xong SC á. Thậm chí là bài này từ OM cũng được. Có nhìn thấy OM xong xong SC không? Tại vì sao? Nhìn vào tam giác NAC rồi đấy. O là trung điểm không cả lớp? M là trung điểm không? Đường trung gì? Đúng, đúng là như vậy. Đúng chưa? Có đúng một cặp thuộc OMN cắt nhau tại đâu? OM với cả MN cắt nhau tại gì? Tại M chưa? BC và SC cắt nhau tại đâu đây? Tại C. Đấy cả lớp gì nhá? Đấy, được chưa? Cặp cạnh tương ứng song song thì hai mặt phẳng phải song gì? Song song. Vậy ý này cũng đúng nhá. Thì bài này phải tìm khẳng định gì đây? Sai. C đúng không nhỉ? C là PN, PN đúng không? Thế thì bài này phải đổi lại bị sai. Bơ nhìn xem ID thì sao nào? Đúng hay sai? NP, NMP, NMP. Đó, các bạn nhìn này NMP, nhìn thấy NMP không ạ? NMP là thằng màu đen nhá, thấy bé màu đen này có nhìn được không ạ? Song song với FBD có song song không các bạn? Bỏ thằng MON đi. Nó sẽ nhìn nhá. Nào. Cặp nào để song song được với nhau đây các bạn? Đây câu này thì sẽ trình bày bản chất này. Nếu mà các bạn chứng minh được chúng ta sẽ trình bày. Có song song không? Mình mới có trong hai mặt phẳng này ấy. Trong hai mặt phẳng này thì mình mới có thằng MP đúng không? Song song đối với SB. Còn đâu chẳng có thằng nào song song nữa cả. Các bạn có công nhận thấy điều này không? Hết rồi. Thì một cặp là có đủ không? Không, phải mấy cặp? Hai cặp. Vậy bài này chúng ta chọn ra gì đây? Đi. Đó hiểu chưa? Các em ở trong Zoom hiểu, các bạn hiểu comment này 4D với cái chat. Ví dụ ở ý B nhé, nếu mà các em trình bày tự luận ấy, thì thầy sẽ viết như này. Đầu tiên chúng ta có thằng à thôi để câu khác thì câu này mình xóa mất rồi. Ok, cứ chốt câu này đem 4D các bạn comment này phần chat, có ai không hiểu thì hỏi đi nhá, bật mic lên hỏi thầy nhá. Bây giờ cả lớp tự làm thầy câu 5 câu 6. Đấy, tự làm thầy câu 5 câu 6. Năm sáu bảy nhá, cho bạn tự làm. Chúng ta sẽ làm khoảng 10 phút. Làm như thầy 5, 6, 7. Đánh dấu vào đi ạ. 5, 6, 7. Câu 8 trùng bỏ này. Để cái file này thì giãn cách, các bạn nào thích trình bày các bạn trình bày vào đấy. 5, 6, 7. Những câu dễ. Dễ. 5, 6, 7. Mười một, đấy, 5, 6, 7, 11. Đó. 10 phút nhá, 8:40 thì chưa? Các bạn làm đi ạ. Bạn nào không hiểu cứ mạnh dạn hỏi nhá. Học Zoom các em đừng ngại. Trung tâm có ai hiểu hỏi đi ạ. Câu nào? 11 á? Ơ, hình ngục. Đây. Không biết đây mà. Học hình thì học
Qua cái này vẽ nó dễ nhìn các bạn, thầy vẽ trên bảng nó khó nhìn lắm, màu với các thứ mà. Các bạn chỉ cần làm hết cái tờ thầy đấy, xong rồi đợt mình ôn đề, mình cày đề cuối kỳ, các bạn làm đề cương của trường các bạn, là đề thi thử là các bạn trùng ngay, dễ mà. Không, hào vẽ ở đây, hào vẽ trên blog bây giờ. Cái có kiểm tra hào vừa vẽ em nhỉ? Không ạ. Cái gì? Hào vẽ thầy blog nha. Rất là hư, mình đi vẽ tên người yêu cũ ở đây đúng không? Để viết tên trang ở đây à? Vui vẻ và vật. Câu 5 là bán gì? Có con chữ không nhỉ? Rồi 5C ok. Câu 6. H C. Kinh nhì. Câu 7. Chưa làm à? Qua thì lướt TikTok. Câu 7 đáp án gì các bạn? D à? B đi. Ừ, có ơn chưa? Mà nào trong dung gần trước thì báo nhé, thầy chữa nhé. Quẩy luôn 9, 10, 11 luôn. Đấy thì chúng ta sang cái phần 2. Phần 2 là cái phần mà nhiều ông là lơ tơ mơ, gọi là ngơ ngơ này, mà rất là dễ này. Cái này hôm trước bạn nào vừa hỏi, à, hôm qua bạn Lộc vừa mới hỏi anh con này chưa? Câu thi dựa xong. Đề này dễ mà, nói chung cái bài này dễ lắm. Đây này, ví dụ các bạn muốn hardcore mà khó ấy, thì ví dụ các bạn làm những bài liên quan đến tính toán đấy, 20 chẳng hạn. Đấy. Và 21, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà thầy nghĩ là câu này nó chỉ mức độ tầm 8 đến 9 thôi,
Nếu mà 9 cộng với 10 điểm tròn thì phải ví dụ min max liên quan đến lớn nhất nhỏ nhất thì nó sẽ khó hơn. Hả? Nhưng mà muốn tìm được min max thì các bạn phải làm được hết từ câu 17, 18, 19, 20 đấy. Mà không cần phải thầy thầy chữa. Đấy, các bạn làm được hết thì mình cày phần đấy. Các bạn ở trong Zoom, các bạn ở trong nhóm Zalo có câu nào mà ở trên trường các bạn mà học đến cái phần này mà các em không được, các em có gửi trong nhóm lớp để thầy chữa nhé. Ngoài cái việc là mình học tài liệu thầy ra, thầy chữa luôn các câu các bạn hỏi luôn, nó dễ. Cũng cũng cái bài này này, chứ đừng gửi bài khác. Câu 9 đáp án gì các bạn? B, có gần chưa không ạ? Rồi. Câu 10. 10 11 nào. Câu 10 11 thì cho người nhà làm nhá. Bơ sang cái dạng quan trọng này. Dạng này mới là cái dạng hay này. Ghi cho này hai nhỏ tiết diện song song đi ạ. Ghi này hai nhỏ tiết diện song song. Rồi. Đấy. Bây giờ nhá, về phương pháp ấy. Đây này, cái phương pháp này thì thầy đã ghi trong tài liệu rồi. Thế bây giờ nghe ví dụ luôn. Bởi vì là bây giờ rất đơn giản nhé. Ví dụ các em cần hiểu đơn giản như thế này. Dạng bài thường gặp là người ta bắt các bạn đi dựng mặt phẳng P đi qua một điểm cho trước là điểm M. Và biết rằng mặt phẳng P này song song với một mặt phẳng khác là mặt phẳng AB gì đấy? ABC. Sao cái zoom của mình là zoom pro sao lại ao nhỉ? Thank you.
Thế nhỉ? Đây tí nhá. Các bạn chắc có thầy xem cái hình ảnh âm thanh sắc nét rõ ràng nhưng thầy quên mất là thầy lại đăng nhập vào cái nick chưa phải là pro, là vào cái ao mất. Bây giờ mới đăng nhập chuẩn cái nick tại máy tên một cái là win. Ok chưa các bạn? Ok, hình ảnh âm thanh sắc nét thì comment lại thầy số 1 nhá. Rồi. Nào, chờ tí đi các bạn vào. Nào, bơ cả lớp nhìn này. Thầy đang nói dở nhá. Khi mà em gặp một cái bài toán là cho mặt phẳng P song song với mặt phẳng ABC thì việc của các bạn rất đơn giản. Đó là các bạn viết cho thầy mặt phẳng ABC chúng ta có những cái đường nào nằm trong mặt đấy. Về cơ bản ABC đầu tiên nó là một tam gì? Tam giác. Thì trước mắt nó sẽ có cạnh AB, AC với cả B gì đấy? BC. Tức là qua M chúng ta bằng mọi giá sẽ kẻ những đường thẳng song song với ba cái đường này là xong. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Đấy, nó rất đơn giản như thế thôi nhá. Thế nhưng mà để mình làm được thì nó dễ mấy bài trắc nghiệm, nhưng câu chuyện là làm thế nào để trình bày chuẩn theo định lý. Thế mà chúng ta ghi thêm lý thuyết, hiểu thế nào không ạ? Làm cái gì thế, không phải tự nhiên mình có đúng phát đâu, là nó phải có lý thuyết đi kèm. Đấy, bây giờ mới quay lại phần lý thuyết này. Đấy, ghi cái định lý này vào thì mình mới dùng lực làm cho bài này nhé. Đây này đó. Lúc đấy thầy ghi hai nhỏ phần điều kiện để hai mặt phẳng song song rồi đúng không? Ghi định lý một rồi, bây giờ các bạn ghi lại ba nhỏ các tính chất và hệ quả. Đó. Đấy. Cái này thì tính chất một, tính chất hai thì thôi nhá. Cả tính chất một thì nó là lý thuyết là các bạn học thôi. Qua một điểm nằm bên ngoài một mặt phẳng. Đấy, một điểm nằm bên ngoài mặt phẳng này. Ví dụ đây là thầy có mặt phẳng P. Qua một điểm M là bên ngoài chưa? Thì chỉ có một mặt phẳng gì, mặt phẳng Q duy nhất đi qua M và song song với gì đấy, với P. Em hiểu cái tính chất một đấy chưa? Đấy, thứ hai là cái hệ quả đầu tiên từ chính chất một này là nếu một đường thẳng A song song với mặt phẳng Q thì qua A có một và chỉ một mặt phẳng song song với Q. Đó, cái này thì dễ rồi. Đây nhá, cái tính chất 2. Hệ quả 2 thì thầy nghĩ là chẳng cần thầy dạy, các bạn tự suy luận được không? Tính chất bắc cầu. Hai mặt phẳng song song với mặt phẳng thứ ba thì nó sẽ phải song song với gì đây? Với nhau. Cái này thì hiển nhiên rồi. Cái tính chất 2 là cái tính chất quan trọng giúp các bạn làm được cái bài tiếp diện song song này, tập trung nghe này. Đấy. Các bạn vẽ hình và ghi thầy vào đi ạ. Tính chất 2. Bạn nhìn mặt phẳng P, mặt phẳng Q song song với nhau không? Nhìn thấy chưa? Nếu có một mặt phẳng thứ ba. Đấy. Cắt hai mặt phẳng này thì nó sẽ có hai mấy, có mấy giao tuyến? Hai. Lần lượt là A với cả gì đấy? B. Thì AB chắc chắn phải song song với gì đấy? Với nhau. Đấy. P song song với Q. Đấy, không nhỉ? Và nếu chúng ta có A là giao tuyến của P và R, B là giao tuyến của Q với R,
thì chắc chắn A phải song song với gì? Với B. Hiểu ý thế đó bạn? Rồi. Đấy nhá. Còn Thales trong không gian cái này thì dễ rồi, các bạn đọc tham khảo thôi. Thế bây giờ các bạn nhìn này, thầy sẽ đi vào phần tiết diện song song. Đấy, đầu tiên thầy dạy các bạn cái phương pháp nhá, làm trắc nghiệm trước, sau từ đấy thầy sẽ trình bày cho các bạn. Đầu tiên câu 12 là câu dễ nhất này, đấy là hình bình hành. Hình bình hành thì mình vẫn vẽ là hình bình hành nhé các bạn nhé. Các bạn mà vẽ là hình vuông, hình chữ nhật là hình nó sai đấy. Được chưa? Đỉnh S thì bạn lấy đâu cũng được. Tùy. Hay thì tùy. Thường thì thầy hay lấy góc bên trái. Đó. Bài này người ta chưa yêu cầu gì quá nhiều về tiết diện, chỉ đơn giản là tiết diện là cái hình gì thôi. MN lần lượt là trung điểm của AB với cả CD. CD đây, N. Đấy. Bài này là mặt phẳng alpha đi qua đường MN. Thế tức là các bạn hiểu điều gì ạ? Bạn cứ tưởng tượng alpha của mình là một tông phái, một môn phái tà đạo ở đấy đúng không? Đang khuyển giang hồ. Đấy, các bạn đọc 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 truyện nó hay có kiểu ma giáo ấy, đấy, kiểu ma giáo thì bây giờ nó đang giang hồ không biết môn phái này xuất hiện từ đâu nhưng mà xuất hiện hai đại cao thủ. Đấy, đó là đại cao thủ M với đại cao thủ N. Nhờ. Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải tìm xem là cái nguồn gốc cái thằng môn phái alpha này nó nằm ở đâu, hình dáng nó như nào, võ công ra sao, có bao nhiêu đệ tử đúng không? Thế bây giờ mình phải thì truy lùng tung tích thì chỉ có truy lùng từ MN thôi. Thế bây giờ mẹo nhá. Bài này alpha nó song song với cái gì? Đúng không? Đấy, alpha đang có mục tiêu là truy tìm và tiêu diệt đệ tử của môn phái SAD. Thế bây giờ các bạn liệt kê thấy SAD của mình là những đường nào ta? Nhớ nhá, mình phải nhìn trên hình. Nó không được, bởi vì mặt phẳng ấy nó không phải là tam giác đâu các bạn, nó rộng hơn tam giác rất là nhiều. Ngoài ba cái cạnh chính của tam giác SAD nó có thể là những cái cạnh nằm bên trong nữa. Hiểu ý thế nó không ạ? SAD thì có SA này, có AD và có SD đấy, SD nhá. Thế nguyên lý là rất đơn giản. Đầu tiên từ đại đệ tử thứ nhất là anh M. Ta sẽ kể từ M song song với đường nào đây? SA, AD hay SD? Thì cái nguyên lý kể đầu tiên là nó phải đồng gì? Đồng phẳng. Hiểu ý thế nó không ạ? Bạn nhìn M đồng phẳng trong với cả đường nào trong ba cái đường này? Các bạn hãy tưởng tượng trên hình. M đồng phẳng với cả đường nào? SA gì nữa? M với SA nằm trong mặt phẳng nào? SAB không? Đúng chưa? Vậy thầy chỉ cần nhẹ nhàng lấy trung điểm của điểm A thôi. Là trung điểm của SB. Thế gọi là K chưa? Chúng ta sẽ có ngay M gì? MK song song với cả S gì đây? SA. Có hiểu ý thế nó không ạ? Hiểu không nhỉ? Đấy, mình trình bày như này nhá. Đây, thầy đang nghĩ xem là ghi cái định lý nào cho các bạn để trình bày tự luận, chứ còn về mặt phương pháp là xong rồi. Rồi mình cứ dự thiết diện ra đã, xong rồi mình sẽ nói tiếp. Có K cho các bạn. Qua M kể song song với cả S gì đấy? SA. Chúng ta sẽ có đường M gì? MK. Chắc chắn K là trung điểm rồi, tính chất điểm trung bình. Tiếp theo, bây giờ đệ tử của chúng ta ấy, ngoài điểm M và điểm N ra chúng ta có thêm điểm gì đấy? Điểm K. Thì bạn sẽ kể từ điểm nào đây các bạn? Các bạn thử ở trong Zoom thử comment thầy xem nào. Điểm nào cũng được, miễn là đồng phẳng là được. Từ điểm K đúng không? Ta kể song song với đường nào? AD K mà song song với AD K với cả AD đồng phẳng luôn ấy. Sao bạn không kể từ N nhỉ? Từ N dễ hơn. N với SD đồng phẳng chưa? Đúng không? N với SD đồng phẳng đúng không? Vậy qua N thầy cũng lấy trung điểm của S gì đấy? SC là gì? Song song chưa cả lớp? Vậy tiết diện có chưa? Tiết diện chính là gì? K, M, H,
N. Hiểu ý thầy đó không ạ? Và đố các bạn hình là hình gì đấy? Tứ giác. Đúng nhưng mà chưa đủ. Em có để ý là cái thằng MN song song AD không? MN song song AD không? KH song song với BC, tức là song song với AD đấy. AD chưa? Đấy, vậy thì bài này là gì? Là chúng ta có KH song song với MN, tức là nó là hình thang. Đấy nhá, ví dụ mình làm trắc nghiệm thì mình chỉ làm như thế thôi. Nhưng mà mình phải viết nó ra theo dưới dạng tự luận để xem là trình bày như thế nào. Đó. Bây giờ trước khi thầy trình bày tự luận, các bạn hiểu cái ý tưởng vẽ hình nhá. Hiểu thì comment số 1 của chat, thì nó rất là chậm nhá. Ok không ạ? Bạn nào hiểu rồi comment số 1, bạn nào chưa hiểu thì hỏi đi ạ. Các bạn trong Zoom ấy có ai không hiểu không nhỉ? Các bạn nào hiểu rồi comment số 1, nếu bạn nào chưa hiểu thì cứ bật mic lên bỏ hoặc là các em chat lên để thầy giải thích lại cho. Nào bơ mình trình bày này. Đầu tiên các bạn nhìn này. Bước 1 là mình dựng đường nào đây? Là mình qua M mình nối đến K đúng không? Bước đầu tiên là qua M mình nối đến K đúng chưa? Thì mình có đường MK song song với SA. Nhưng mà tại vì sao lại như thế? Tại vì sao các bạn biết là nếu mình kẻ MK thì MK sẽ thuộc nằm trong mặt phẳng alpha của chúng ta. Đấy, nó có định lý. Y như này. Đầu tiên bạn gọi cho thầy giao tuyến. Xong chưa? Giao tuyến của mặt alpha với mặt SAD. À không phải SAD với cả SAB ấy. Là delta. Xong chưa cả lớp? Ok chưa? Hiểu này không ạ? Thế các bạn nghe này này. Vì alpha song song với mặt SAD để bài người ta cho chưa? Tức là những cái đường bất kỳ, một đường bất kỳ thuộc mặt SAD lúc nào cũng phải song song với gì đấy? Alpha. Hiểu ý theo đó không ạ? Thì mình suy ra SA song song với gì đấy? Alpha chưa? Hiểu ý theo đó không? Đấy. Rồi. Từ nhất thầy đang có hai cái định lý thường dùng, thầy đang để xem là dùng cái định lý nào nhỉ? Cho nó dễ nhỉ. Đây mình dùng cái định lý mà quên mất cái định lý mà mình vừa mới nói, cái định lý này này, nó sẽ khớp với cả cái chúng ta đang làm luôn đây này. Định lý mà có ba mặt phẳng ấy, đây này. Các bạn nhìn định lý ba mặt phẳng vậy không? Hai mặt phẳng song song với nhau. P với Q song song với nhau chưa? Nếu có mặt phẳng thứ ba là R có giao tuyến với hai mặt phẳng QQ thì hai cái giao tuyến đấy phải song song với gì? Rồi, thì mình trình bày đúng như thế nhá. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Đầu tiên nhá. Thầy gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha với SAB là delta. Giao tuyến của mặt SAD với SAB là SA đúng chưa cả lớp? Đấy. Vì alpha song song với SA gì? SAD. Cho nên là hai cái giao tuyến này cũng phải song song với gì? Với nhau. Chuẩn theo định lý chưa? Có hiểu ý thế đó không ạ? Cái mặt phẳng alpha này gọi là mặt phẳng số mấy? Số 1. Mặt phẳng SAD là mặt phẳng số mấy? Số 2. Và cái anh xen ngang ngồi tình là SAB là mặt phẳng số mấy? Số 3. Đúng không? Mặt phẳng số 3 có hai giao tuyến với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song thì hai cái đường này phải song song với gì? Với nhau. Hai giao tuyến song song với nhau. Có hiểu ý thế đó này không nhỉ? Clear chưa? Đấy, vậy từ đấy suy ra là gì ạ? Mà gì ạ? Mà chúng ta có M là gì? Mà M là điểm gì? Điểm chung của mặt SAD và mặt ăn gì đấy? Alpha. À đâu? SAB chứ quên mất. M nằm trên SAB. Vậy suy ra delta phải đi qua gì? Qua M. Và delta song song với SA thì suy ra luôn là delta chắc chắn sẽ cắt SB ở đâu thì đấy sẽ là trung gì? Trung điểm. Đang là trung điểm.
Thầy hỏi lại lần cuối cùng nhá. Thầy trình bày một nét thôi. Thầy trình bày một nét duy nhất là cái nét này thôi, còn các nét khác các bạn trình bày tương gì đây? Tương tự. Đấy, các bạn nhớ là mình viết tự luận ra thì nó phải có cái định lý chuẩn theo sách giáo khoa chứ mình không viết lung tung được. Còn mẹo là trắc nghiệm nó rất là dễ. Tôi hiểu ý thế nó đoạn này không ạ? Các bạn ở trong hiểu đoạn này comment thầy số 1 phần cái chat nào. Hỏi lại một lần nữa nhé thì mới thấy hai bạn xác nhận được ạ. Ai không hiểu bật mic lên hỏi thầy thoải mái đi. Đấy, các em chữa cái này vào vở. Xong chưa? Thế sau khi có K rồi thì mình lại làm điều tương tự với N đúng chưa? Đấy. Thầy lại gọi tiếp này. Đấy, bây giờ thầy lại gọi mặt alpha có giao tuyến với mặt SCD đúng không? SCD sẽ mặt chen ngang hai cái thằng màu xanh lá cây với cả mặt màu vàng. Các bạn có công nhận là cái thằng SCD sẽ là thằng chen ngang, nó cắt cả hai mặt màu vàng với mặt xanh lá cây không? Đấy, alpha với mặt SCD thì gọi là D. Đấy, và mặt giao tuyến của SAD với SCD sẽ là S gì? SD. Đấy, mà vì alpha của chúng ta song song với SAD cho nên là hai giao tuyến này phải song song với gì? Với nhau. Hiểu chưa? Mà điểm nào là điểm chung? Điểm nào điểm chung của mặt phẳng alpha với SCD? Ừ. Vậy suy ra là D phải đi qua gì? Qua N. Và D song song với cả SD. Đấy, suy ra luôn là D sẽ cắt cái thằng SC tại gì ấy? Tại H. Đấy, và H là trung điểm nhá. Thế sau khi thầy làm mọi thứ nó rất là tuyệt vời rồi thì mới chốt lại cái tiết diện của chúng ta đúng không? Tiết diện là giao tuyến của mặt màu đen với tất cả các mặt của khối chóp thì chúng ta kết luận nhanh bài này. Tiết diện sẽ là gì? KHNM. Và chúng ta có KH song song với cả thằng BC tính chất đường trung bình. Thì suy ra KH sẽ song song với MN. Vậy nó là hình gì? Hình hạt. Đấy nhá, thầy trình bày vắn tắt. Nó là như vậy. Bài này có ai còn hỏi gì không ạ? Rồi, thầy sẽ cho các bạn một câu khó hơn. Chưa bao vở đi, sau đó thầy sẽ chữa một câu nữa. Yeah. Ai không hiểu gì hỏi đi em. Đấy, ok chưa? Đấy, các bạn phải hiểu là cái mặt phẳng màu tím này này, à, cái mặt phẳng màu hồng này là mặt phẳng chia đôi cụ tình đấy. Nó xen giữa mặt phẳng màu xanh là cây với mặt phẳng màu vàng chưa? Thì giao tuyến của hai cái đường này phải song gì? Song song với nhau. Câu 13 đánh dấu tự làm nhá. Nào bơ các bạn nhìn thầy câu. Đây câu 15 đi, liên quan đến tính diện tích này. Nhìn câu 15 nhá, cả lớp nhìn câu 15 này. Đấy. À câu 15 này nó chưa nó chưa có cái đoạn song song. Thầy làm hẳn câu 16 đi. Đấy, nhìn nhá câu 16 nhá, chưa câu 16 này. Cho tường diện đều SABC, tường diện đều là cái gì? Đằng nào sắp đến chương gọi là chương vuông góc rồi, ghi luôn cho thầy tính chất tứ diện đều nó nhỏ với nhau trước nhá. Đầu tiên tứ diện đều thì bạn ghi thầy tính chất là tất cả các cạnh đều bằng nhau. Tất cả các cạnh, nghĩa là cạnh bên bằng cạnh đáy bằng nhau hết. Và từ đấy suy ra là mọi mặt đều là tam giác gì đây? Tam giác đều. Đúng không? Đó. Thế bây giờ thầy vẽ hình như thế nào? Hình tứ diện thì vẽ giống cho tam giác. À, chúng ta vẽ đáy trước. Sau này bạn học vuông góc thì bạn phải xác định đường cao các thứ. Nhưng mà tạm thời thì chúng ta skip qua các đoạn đấy. Đấy, các lớp nhìn thấy chưa? Rồi. Chưa. Cái gì đấy? Chắc là mẹ gọi. Là người yêu cũ. Bảo em học xong toán thời gian chưa? Bạn bảo chưa. Chắc rủ đi uống trà sữa các bạn. À, nhìn lên trên bảng. Bây giờ nhá, chúng ta có Y là trung điểm của AB. Có một lần thầy live stream thầy zoom này, thế là có bạn nào đánh ghen với người yêu cũ, đánh ghen với người yêu mới, cãi nhau ở Mỹ trong zoom, thầy phải mua te. Thầy cho các bạn thác nghe một lúc đã, xong thầy bảo đấy chúng mày thấy không, học không học. Cái tuổi học sinh ấy cãi nhau, nó ba mươi phần. Y là trung điểm, M là di động trên AI, tức là M là một điểm bất gì? Bất kỳ. Đó. Rồi. Nhìn thấy điểm M không nhỉ?
Đấy, bây giờ nhìn nhá, đại diện này alpha đấy, ma giáo có một đệ tử duy nhất là M. Và alpha của tôi song song với mặt SI gì đây? NIC. NIC là thằng nào nhỉ? Sao lại có S nhỉ? À SABC nhỉ? Mình tính nhầm tên rồi, sorry các bạn. Thì đổi lại nhá. Quên mất là từ diện mình lại để ABCD. Đây, đánh lại tên này SABC. Thế thì Y là trong điểm AB nó phải nằm ở dưới. Và M là điểm di động trên AI. Đây là điểm M. Được chưa? Đấy, tông phái của M song song SDC. Là M cả lớp nhìn thấy tam giác màu xanh nước biển SDC. À, theo các bạn, bạn vẽ như thế nào để thu được thiết diện và đi tính diện tích của nó đây? Đầu tiên này, nó thầy M đồng phẳng với những cạnh nào màu xanh? NI có đồng phẳng không? M với SD đồng phẳng đều nằm trong mặt phẳng SAE chưa? Đúng không nhỉ? Vậy nếu mà làm trắc nghiệm thì qua M tôi kể đường song song với SD đấy. SD các ở đâu? Ví dụ người yêu cũ của bạn Giang tên là Tuấn chẳng hạn. Đây chữ gì đấy? T đúng không? Đúng như Tuấn không? Không ạ? À? Đấy tưởng đoán đúng tên yêu cũ của em thì đúng không? Xong chưa? Đấy, trình bày từ luận thì các bạn gọi tương tự nhá là T. Đấy, vậy đầu tiên là qua M ta kể đường MT song song với SB. Tại vì sao? Bởi vì nó đồng phẳng nhá các bạn nhá. À, SD chứ. Đấy, liệt kê ra là cứ SI với cả SC với cả IC bạn kể song song là được. Bạn phát hiện luôn M có nằm trong mặt đáy không? M có nằm trong mặt đáy không các bạn? Mình có thấy M nằm trong mặt đáy không? Đáy có chứa IC không? Vậy qua M thì kể song song với cả IC đấy. IC. Hiểu không nhỉ? Đấy. Cắt tại đâu đây? N. Đấy, lại qua M thì kể MN song song với IC. IC. Cứ kể song song được với những cái đường mặt màu xanh là chúng ta có alpha mà. Thế thì xong rồi, còn mỗi là gì đấy? Y gì? À, còn mỗi T gì? TN. Bạn vẽ đi, bạn nối TN và bạn thấy nó song song lúc đấy thằng còn lại là SC chưa? Xong chưa các bạn? Thiết diện có chưa? Có rồi. Tại vì sao chúng ta kết luận thiết diện? Bởi vì alpha cắt với mặt đáy, chúng ta có cạnh M gì đây? MN. Alpha cắt với mặt SAB, chúng ta có M gì? MT là Mai Trang hoặc là Minh Tuấn đấy. Alpha cắt với mặt SC, à mặt SCD, à SAC chứ, sẽ là TN chưa? Thế có nhiều bạn bảo thầy ơi sao thầy không cho cắt nốt với mặt SBC? Mình cắt thì cắt được nhưng mà giao tuyến nó nằm bên gì? Bên ngoài hình. Thì mình có cần quan tâm không ạ? Không. Hiểu ý thầy Giang nói chưa ạ? Bơ câu chuyện đến đây thì thiết diện mình có rồi. Chính là tam giác MTN. Đúng chưa cả lớp? Là chính là cái tam giác màu đen. Thì mình mới xong được khoảng 90% thôi. Nhưng câu chuyện ở đây là nó là tam giác cân hay là tam giác đều? Đố các bạn biết. Tại sao? Ông nào bảo đều là một điểm về chỗ tam giác cân nhá. Các bạn thích đây, thì hỏi tại sao các bạn bảo đều? Ừ, nói đi Talet thì sao? Đầu tiên các bạn có nhìn là khi mà hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng ta có hai tam giác đồng dạng không? Có nhìn thấy thằng màu đen với thằng màu xanh là tam giác đồng dạng không? Thì bạn nhìn muốn nhìn hình dáng của thằng màu đen, bạn phải nhìn cái thằng màu xanh. Màu xanh đố bạn nó tam giác gì? Tại sao đều bị chứng minh? Giống kiểu nói anh yêu em nó mồm đi, em nào gọi là ngây thơ em mới tin đúng không? Anh yêu em nó phải chứng minh là nắng gió đến đó đưa em, đón đưa đón em đi học, nó phải thể hiện bằng hành động chứ. Bơ em muốn nó tam giác đều thì em phải chứng minh nó là tam giác gì? Phải có dữ kiện tại sao đều thì phải ba cạnh bằng nhau đúng không? Bài này các bạn nhìn này, duy nhất có hai cạnh bằng nhau đó là SD với IC bằng nhau, thầy chứng minh những bạn luôn này. Các em nhớ là ở sang cái phần học kỳ 2 phần hình của các em ấy, ngoài việc chứng minh vuông góc ra nó nặng phải về phần tính toán. Cho nên là việc tính toán các bạn phải nhập thật là nhanh nhá. Quay trở lại cái dữ kiện lúc đầu, hình này là tứ diện gì? Thì các mặt là tam giác gì đấy? Đúng chưa? Thế thì hỏi các em SD là cái gì ạ? SD có phải là đường cao của tam giác SAB không?
là đường cao H nhé. Có công nhận không? Và cái thằng IC cũng là đường cao của tam giác ABC không? Có hiểu đoạn này không đã? Ờ là ông có nhiều ông gật là gật đang gật trong niềm thức rồi. Hiểu thì gật, còn không hiểu thì hỏi lại. Tại vì sao lại là đường cao? Bởi vì SAB là tam giác đều, mà AE là đường trung gì? Trung tuyến. Tính chất của tam giác đều đường trung tuyến đồng thời là đường gì? Đường cao. Hiểu không ạ? Tiếp theo ở dưới đấy là thằng C cũng là đường trung tuyến không? Cũng là đường cao chưa? Hai tam giác đều này là nó giống nhau các bạn. Bởi vì tất cả các cạnh đều bằng nhau mà. Đúng chưa? Tất cả các cạnh bên bằng nhau, tức là cái thằng S gì đây? SA bằng SB bằng AB bằng BC bằng AC, có hiểu không ạ? Và bằng luôn S gì đây? SC. Có công nhận cái hiểu này không? Thì nó đơn giản là ví dụ các bạn cho cái cạnh này bằng 1. Hiểu thế nó không ạ? Thì tất cả những thằng màu xanh đều bằng 1 nhá. Thì câu chuyện ở đây là chúng ta có thằng SI bằng IC thôi. Còn chắc chắn nó sẽ là thằng SC bởi vì SC là bằng 1 mà. Có nhìn thấy tam giác có nhìn thấy tam giác EIC không? Thầy đang hỏi các bạn là tam giác EIC tam giác gì đúng không? Thì chúng ta mới chứng minh được SI bằng IC bởi vì nó là đường cao của hai tam giác bằng gì? Bằng nhau. Hiểu ý thầy đang nói không ạ? Nó là đường cao của tam giác đều thì nó sẽ bằng nhau bởi vì hai tam giác đều đấy cạnh giống nhau. Nhưng thằng SC không bao giờ bằng đường cao. Làm gì có tam giác nào có hai đường này bằng nhau hả các bạn? Có hiểu ý thầy đang nói không ạ? Nhớ chưa? Rồi. Vậy thì thằng màu xanh nước biển là tam giác cân, thế thì thằng màu đen nó phải tương gì? Tương ứng là tam giác gì? Cân. Và các bạn chứng minh cho ta gì đấy? Ta lét như vậy đấy. Hiểu rồi nói chưa? Thế thì bài này mình sẽ chọn đáp án gì đấy? Ừ, đáp án A, cân tại M. Tam giác IC cân tại Y thì MT, MN, à M, à T, MN sẽ cân tại gì đấy? M. Có cần để chứng minh cái đoạn tại sao cái thằng màu đen cũng thế không ạ? Có cần nói với đoạn đấy không nhỉ? Đấy là nếu mà mình làm mẹo trắc nghiệm thì mình sẽ suy nghĩ như thế. Bài này các bạn nào hiểu comment cho thầy 16A nhé. Hiểu comment thầy 16A mình chat. Thực ra là các bạn nên học những cái này này. Đây nhớ thầy dạy các bạn cái mẹo làm rất là hay này này. Nếu mà thầy làm câu này nhá, nhớ này, ghi công thức này vào này. Tam giác đều mà cạnh A thì đường cao là A căn 3 trên mấy? Trên 2. Không chưa? Bây giờ ví dụ các bạn nhìn tam giác SAB, thầy giả sử cạnh là 1 nhá. Đúng không? Thì SD đúng không? Tất cả các cạnh màu xanh đều bằng nhau. Và nếu nó bằng 1 thì SD là đường cao sẽ là 1 căn 3 trên mấy? Và nó bằng IC chưa? Hiểu ý thầy nó không ạ? Và rõ ràng SC bằng 1 khác căn 3 trên ai chưa? Hiểu không ạ? Thế thì trong cái tam giác AIC của chúng ta mặc định nó là tam giác gì? Cân tại đâu? Cân tại Y. Bởi vì SC bằng 1 mà SI bằng IC bằng căn 3 trên 2. Khác nhau rồi, không thể là đều được. Xong chưa? Hiểu rồi này không nhỉ? Mình chưa hiểu hỏi đi em, thầy nhìn mặt em thầy biết em không hiểu, em cứ hỏi đi. Các em nhớ là mình học mình hay coi là như học ngồi với thầy đấy, kệ tất cả những thằng khác, đừng có sợ cái việc mình hỏi. Chưa hiểu được nào. Khi thầy giảng bài thầy nhìn vào mắt thằng Hảo ấy, thầy hỏi cái câu các em có hỏi gì không ạ? Tức là thầy đang hiểu là nó đang hiểu đấy. Chứ mà không tự nhiên thầy hỏi câu đấy đâu. Đoạn nào em chưa hiểu? Từ đầu đúng không? Thế từ đầu em có nghe không? Đầu tiên là đoạn dựng tiết diện em hiểu không đã? Bạn nào hiểu rồi, Nam thấy câu sau này. Thử câu cuối cùng của mình câu 18 nhá. Câu 18 này. Mặt phẳng P song song với mặt đáy. P nằm đâu nhỉ? À, câu này hơi làm câu này cho dễ đi. Câu
Các bạn làm thầy câu 14 trước cho nhẹ nhàng. 14 nhá. Đấy. 14 cho dễ. Mình hỏi câu 16 đi. Không biết không hiểu đoạn nào. Các bạn khác ở trong Zoom có ai hỏi câu 16 mà thầy không thấy các bạn comment, có mỗi bạn anh Vũ comment 16A. Các bạn khác hiểu câu 16 chưa? Tại sao thầy suy ra là tam giác cân tại M chưa? Có ai không hiểu thì hỏi đi ạ. Hiểu thì comment 16A nhá, còn không hiểu thì hỏi. Để nói lần thứ 10 rồi. Thầy giảng lại cái SI bằng IC được không ạ? Đấy nhá, thầy chứng minh SI bằng IC này. Bây giờ em nhìn thấy tam giác SAB. Đầu tiên tam giác SAB với tam giác ABC bằng nhau, em có biết tại sao không? Có. Bởi vì là gì ạ? Nó là cạnh màu xanh. Mà cạnh màu xanh theo tính chất tam tứ diện đều ấy, tất cả các cạnh bên đó là SA bằng SB bằng SC và bằng với ba cạnh đáy là AB bằng BC bằng AC. Em hiểu đoạn này chưa? Hiểu chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ thầy sẽ bóc tách riêng nhé. Các em không hiểu các em cứ hỏi thoải mái, đừng có ngại. Bây giờ thầy hỏi các bạn là hai cái thằng màu vàng này nó bằng nhau rồi ấy, mà lại còn tam giác đều. Thì thầy hỏi em là cái đường SI này là đường trung tuyến trong tam giác SAB đúng không? Cái thằng C cũng là đường trung tuyến đó. Nó có bằng nhau không em? Hai tam giác bằng nhau thì hai đường trung tuyến phải bằng nhau chứ nhỉ? Giống hết nhau mà. Cái biểu đoạn này chưa? Rồi, nhưng mà cái khác SC bằng 1 ạ. Bây giờ khác SC bằng 1 thì nói này, bây giờ giả sử nhá. Thầy đặt cái cạnh của cái tứ diện đều này là 1. Vì tất cả các cạnh màu vàng đều bằng nhau đúng không? Thì là SC cũng bằng 1 không? Bởi vì tứ diện đều là ba cạnh bên SA bằng SB bằng SC mà, em hiểu đoạn này chưa? Hiểu đoạn SC bằng 1 không? Em hiểu rồi ạ. Thầy đang giả sử cho các em dễ tưởng tượng nhá. Đấy, chứ còn nếu mà không có cái thông số cạnh thì nói với các bạn hơi khó. Thầy giả sử đặt tứ diện này có cạnh là bằng 1. Thế bây giờ dùng cái công thức thầy vừa cho này này. Công thức để chứng minh rất là dễ thôi. Là nếu mà tam giác đều cạnh là A thì đường cao là A căn 3 trên 2. Thế bây giờ em nhìn thấy rằng mà tam giác SAC có phải tam giác đều cạnh là 1 không? SAB. Thế suy ra SD bằng nhiêu nhỉ em nhỉ? 1 căn 3 trên mấy? Em hiểu là này không đã? Cạnh là A thì đường cao là A nhân với hệ số căn 3 trên 2. Thế cạnh là 1, chúng ta có là 1 nhân với hệ số căn 3 trên 2. Hiểu chưa? Còn nếu em không hiểu nhá, em dùng bản chất cho thầy như này. Y là trung điểm của AB mà AB cạnh là 1. Vậy thì có AI là 1 phần 2. Cái tính chất trong tam giác đều là gì ạ? À? SD là đường trung tuyến thì nó là đường cao. Vậy thì dùng Pythagore. SD sẽ bằng căn bờ 2 của SA bình trừ đi AI bình không em? SA là 1 nhá, 1 bình này. AI là 1 phần 2 bình phương. Em bấm đi xem có đúng là ra bằng căn 3 trên 2 không? Hiểu gì đó không ạ? Cái mẹo thầy cho các bạn để các bạn chuyên trị là mình không gian đấy. Các bạn không tin là sang cái phần vuông góc là bạn dùng rất là nhiều luôn. Bạn nào vừa hỏi câu này có hiểu không em? Mình hiểu chưa nhở? Em chưa hiểu thì em phải hỏi chứ, bây giờ thầy hỏi em cứ vâng ngại em thế thì thầy làm sao được. Anh Đức có thể hỗ trợ riêng cho bạn ý, em hỏi đi. Cái gì em chưa hiểu em hỏi đi, từ đầu cũng được. Còn nào chưa hiểu các bạn hỏi đi. Mạnh mẽ lên nào. Bạn nào vừa hỏi thầy hiểu câu này chưa? Hiểu tại sao mà cái thằng SC bằng 1 chưa? Thì bạn này em nhìn không? Của mình có là thằng SI là bằng căn 3 trên 2 rồi, mà nó bằng IC bằng căn 3 trên 2, tức là tam giác này có hai cạnh màu xanh bằng nhau thì nó chỉ là tam giác cân thôi. Hiểu chưa nhỉ? Cái bạn nào vừa hỏi thầy quên mất thầy không xem tên bạn nào vừa mới bấm mic này. Ok cho em. Ok thầy ạ.
Thì nhá, ví dụ em làm tự luận ấy thì em phải đi tính. Đấy. Còn nếu mà làm trắc nghiệm thì nhầm cái công thức này này nó rất là nhanh luôn đấy. Đấy. Mà yên tâm sắp tới bạn dùng rất là nhiều. Nào nốt câu 10 luôn thì ra các bạn câu mười mấy nhá. Đáp án gì ạ? D đúng không? Chữa nhanh câu này rồi nghỉ nào. Đấy là hình mình hành đúng không ở lớp? Rồi, ok. Tam giác SBD đều nhá. Bài này chỉ cho SBD đều thôi. Chú ý cho thầy. Đấy thì tô màu vàng nhá, tam giác màu vàng này đều này. Bây giờ mặt phẳng P song song với SBD. Và P của tôi đi qua điểm nào đây? Đi qua điểm Y, đúng không? Đấy. Y là gì ạ? Là một cạnh bất kỳ, một điểm bất kỳ thuộc AC. Đấy, thầy có đây là Y chưa? Đầu tiên là ta nhìn là muốn dựng mặt phẳng P, ta nhìn Y đã đồng phẳng với cạnh nào màu vàng rồi. BD bởi vì Y nằm trong đáy đúng không? À, BD cũng nằm trong đáy. Vậy qua Y thầy đang kẻ đường song song với B gì? BD. Chúng ta sẽ cắt tại là E với cả gì đấy? F. Không chưa? Ngoài Y là đệ tử ra nhá, chúng ta có thêm rất nhiều hướng để chúng ta giải. Nhưng mà dễ nhất bài này là cứ dùng từ F đi, bởi vì F với cả SB lại đồng phẳng trong tam giác SAB chưa? F với cả SB là đều nằm trong tam giác SAB chưa? Vậy thì qua tam giác SAB thầy từ F thì kẻ đường song song với cả thằng S gì đấy? SB. SB là cạnh màu vàng mà các bạn. Đó. Cắt đây gọi là P nhé các bạn nhé. Được chưa? Hãy nối PE vào. Có tiết diện chưa cả lớp? Tiết diện chính là tam giác nào đây? Khép kín mặt phẳng P chính là P, E, F. Các bạn ở trong Zoom hiểu đoạn này comment thầy số 2 phần chat. Nha, đầu tiên là từ qua Y này. Ta kể EF song song với BD. Đấy. Tiếp theo qua F. Ta kể FP song song với SB. Từ đấy là rõ ràng trên hình đã có tiết diện rồi. Nó là hình gì? Thầy vừa dạy các bạn cái mẹo rồi đúng không? Khi hai mặt phẳng song song là hai tam giác thì nó phải tỷ lệ với gì? Tức là đồng dạng. SBD là tam giác gì? Thì thằng này nó phải là đều. Vậy quanh nó gì đấy? Đúng không? BD cho đều thì thằng này là đều luôn, nghĩ nhiều làm gì cả các bạn. Ok chưa? Có cần viết chứng minh tự luận không? Tự luận là dùng chúng ta dùng ta gì đấy? Ta lên nhá. Rồi, bây giờ nghe đây này, việc của các bạn nhá, tuần sau là tức là à không phải tuần sau mà là tuần này, tức là thứ mấy đấy? Thứ bảy. Là thầy sẽ hỏi các em là về làm bài tập về nhà chưa? Để thầy chưa 17, 18, 19 và hai gì đây? 20, 21. Hiểu cái đó không ạ? Thì về các bạn phải làm nhá. Và có sẵn mã giải chi tiết rồi, các bạn có thể tham khảo trước. Được chưa ạ? Đó. Rồi hôm nay chúng ta kết thúc buổi hôm nay đây nha. Đấy, bạn nào chưa hiểu thì hỏi đi ạ, thầy giải đáp tận cùng cho các bạn luôn. Còn nếu mà hiểu rồi thì chúng ta kết thúc buổi học này đây nhé. Câu 14 này có ai, thầy nói thầy có bị nhanh quá không? Có ai không hiểu không ạ? Thầy hỏi lại đi ạ.